Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là cái cụm camera của Samsung Galaxy A01. Tên mã là SM0155F đang chờ thay mới tại Di động Cao cấp.vn. Di động Cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01, sửa lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01. Ở video này, Di động Cao cấp.vn không nói về cách thay camera máy ảnh, không hướng dẫn tháo lắp thay mới camera máy ảnh, vì đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể rồi. Ở video này, Di động Cao cấp.vn chỉ giải đáp một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01 như hay gặp khi mà liên quan đến phần camera máy ảnh trên Samsung Galaxy A01 như tôi ở xa, tôi muốn thay camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01 thì phải làm sao? Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, chúng tôi sẽ chuyển camera máy ảnh của Samsung Galaxy A01 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Tôi thay camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01 thì có sẵn hay không? Đến có phải chờ đợi lâu hay không? Thì đến quý vị các bạn chỉ thay luôn, có sẵn tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A01 nói chung và camera máy ảnh của A01 nói riêng. Sau khi thay được bảo hành bao lâu? Được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Khi thay camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01 thì có bị ảnh hưởng đến các linh kiện khác hay không? Các dữ liệu trên máy có bị ảnh hưởng hay không? Hoàn toàn không, tất cả dữ liệu trên máy không bị ảnh hưởng, không bị mất mát bất cứ gì liên quan đến dữ liệu cũng như là các linh kiện khác của máy không bị ảnh hưởng, các chức năng khác của máy không bị ảnh hưởng. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới camera máy ảnh cho Samsung Galaxy A01. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa Samsung Galaxy A01 hỏng camera máy ảnh, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.